Đến cuối ngày 19 tháng 2, dịch COVID-19 đã ghi nhận hơn 74.000 ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục và cướp đi sinh mạng của 2.004 người. Trên khắp đất nước tỷ dân, lệnh phong tỏa hay hạn chế di chuyển đang tiếp tục diễn ra. Nền kinh tế đang chịu những tác động lớn ở mức độ địa phương, toàn quốc và cả thế giới do dịch COVID-19. Đã có rất nhiều câu chuyện thương tâm, sự ra đi bất ngờ vì bệnh viêm phổi khiến mọi người nghẹn lòng xúc động. Nhưng song song đó, người dân từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán vẫn quyết tâm chống dịch, họ động viên, tiếp sức cho nhau cả về vật chất và tinh thần để đẩy lùi chủng virus nguy hiểm. Những hình ảnh dưới đây cho phóng viên các báo đài ghi lại, cho thấy cả sự mệt mỏi, kiệt quệ lẫn tinh thần mạnh mẽ và hy vọng của con người trong mùa dịch. Niềm hy vọng đã thắp lên giống như lời dẫn một đoạn clip gây bão mạng xã hội xứ Trung, sau thành phố trống rỗng này là có người lao tới tiền tuyến, thay chúng ta ngăn chặn virus. Không có một mùa đông nào không qua đi, không có một mùa xuân nào sẽ không tới. Đợi đến xuân về hoa nở, chúng ta sẽ tháo xuống chiếc khẩu trang, hít thở thoải mái. Vũ Hán cố lên. Chúng tôi đợi bạn, cặp đôi trao nhau nụ hôn trên đường phố Thượng Hải. Ảnh Reuters, các y bác sĩ ra dấu tại phòng cách ly áp lực âm nhằm giảm sự lây truyền bệnh qua không khí, thuộc Bệnh viện Jinni Intern ở Vũ Hán, nơi được chỉ định là nơi điều trị các ca bệnh COVID-19 nặng. Ảnh Getty, cô giáo đang thực hiện bài giảng trực tuyến ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, trong thời điểm học sinh không thể đến trường vì dịch bệnh. Ảnh China Daily, trên Reuters, sóc bà nằm viện trong dịch COVID-19, nữ sinh Hoàng Du Tinh ở Vũ Hán, vẫn học tập chăm chỉ vì em muốn đạt điểm tốt trong kỳ thi vào tháng 6 tới. Ảnh China Daily vẫn là tháp truyền hình Minh Châu phương Đông cao chót vót, nhưng càng thêm cô độc khi đường phố vắng lặng. Ảnh chụp tại khu tài chính Phồn Thịnh Lục Gia Chủy, Thượng Hải ngày 5 tháng 2. Ảnh Reuters, các thiết bị y tế và cả xe cứu thương đã được vận chuyển đường sắt từ Nam Sương, tỉnh Giang Tây đến chi viện cho Vũ Hán. Ảnh AFP, dịch bệnh hoành hành đã gần 2 tháng, góc phố ở Vũ Hán vẫn ảm đạm như ngày mới cách ly. Ảnh Getty, bên trong phòng điều trị tích cực của một bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh China Daily, trên Reuters, nghỉ hiếm hoi của một y tá ở Vũ Hán. Ảnh China Daily, thế nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Trong ảnh, người dân Vũ Hán đeo khẩu trang và găng tay, xếp hàng trật tự ở siêu thị hôm 12 tháng 2. Ảnh Getty, hình ảnh những bộ đồ bảo hộ đã trở nên quá quen thuộc. Ảnh Getty, một cậu bé ở Thượng Hải còn trưng dụng cả thùng giấy. Ảnh AFP, người phụ nữ đang chỉnh điện thoại để livestream lớp tập gym của huấn luyện viên Quang Cai. Ngoài đường phố vắng lặng, nhiều hoạt động đã chuyển hết vào nhà và kết nối qua mạng. Video liên quan sáng tạo hơn nữa, nữ huấn luyện viên Giang Quy Iza đã lấy hai chai nước rửa chén thay cho cục tạ trong lúc livestream từ nhà mình ở Bắc Kinh. Ảnh Reuters, bến tàu điện ngầm Jinwoo mừng ở thủ đô bình thường huyên náo, nay lại mang vẻ ma mị khi chỉ có một hành khách từ xa, trong giờ cao điểm buổi chiều ngày 3 tháng 2. Ảnh Reuters, sai nhân viên đeo khẩu trang đứng trầm ngâm tại một kiosk quảng bá phim Mulan của Disney. Ảnh chụp vào ngày 16 tháng 2 tại một khu mua sắm vắng lặng ở Bắc Kinh. Bước qua năm 2020, Disney từng hy vọng bộ phim hoạt hình mới dựa trên huyền thoại Hoa Mộc Lan sẽ đại thắng ở đất nước tỷ dân. Nhưng giờ đây, hãng giải trí khổng lồ đang đối mặt bài toán thua lỗ khi phải đóng cửa các công viên Disneyland khắp Trung Quốc, Đại lục và Hong Kong. Vận mệnh của Mulan cũng giống như ngàn cân treo sợi tóc. Ảnh AFP, nhân viên y tế đến từng nhà kiểm tra thân nhiệt người dân ở Vũ Hán hôm 18 tháng 2. Ảnh China Daily, trên Reuters, khắc ấm áp của cặp đôi trong lễ tình nhân ở Hong Kong. Đây chắc chắn là một mùa Valentine vô cùng đáng nhớ. Ảnh Reuters, tại chung cư Khang Mỹ Lầu, Hong Kong hôm 11 tháng 2, nhân viên cảnh sát ngồi nghỉ chân sau khi giúp sơ tán người dân, đề phòng nguy cơ virus corona lây lan qua đường ống nước. Bệnh nhân thứ 12 ở Hong Kong cũng ngụ tại chung cư này.
ảnh Reuters chia, 29 tuổi và vợ Su 28 tuổi đeo khẩu trang, kính bảo hộ, được nhân viên văn phòng đăng ký kết hôn chụp ảnh đúng vào hôm Valentine ở Thượng Hải. Ảnh Reuters, các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhẹ đang tập thể dục theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế tại phòng triển lãm ở Vũ Hán, nơi đã biến thành một bệnh viện dã chiến. Ảnh AFP ghi một bệnh nhân tặng hoa cảm ơn các y bác sĩ sau khi âm tính với virus corona và xuất viện. Ảnh China Daily ngày Valentine, hai bác sĩ dành tình cảm cho nhau qua lớp kính của Bệnh viện Nhân dân Dương Châu số 3, tỉnh Giang Tô. Ảnh Getty, vết hằn do khẩu trang để lại trên khuôn mặt của y tá Cao San làm việc tại khu vực cách ly của Bệnh viện Jini Intern, Vũ Hán, chuyên trách điều trị bệnh nhân COVID-19. Sau giờ làm, nữ y tá và chồng mình bác sĩ Tu đem theo chăn để ngủ lại ngay trong xe của họ đổ bên đường, ngoài cổng bệnh viện. Ảnh China Daily, tính đến 16/2, đã 23 ngày liên tiếp hai vợ chồng y bác sĩ chưa về nhà kể từ lúc dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh China Daily không hề sợ hãi, các y bác sĩ ở Nam Xương thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19 trước khi lên đường đến chi viện cho Vũ Hán. Ảnh AFP theo chay đồng trí thức trẻ Let's Blog Us.